Bản tin 18 giờ ngày 31 tháng 10 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 3 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh từ Nhật và UAE được cách ly ngay. Việt Nam đã phát hiện tổng cộng 1.180 bệnh nhân. Thông tin 3 ca mắc mới cụ thể như sau. Bệnh nhân 1.178, bệnh nhân nữ, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, có tiền sử tiếp xúc với ca dương tính với SARS-CoV-2 tại UAE. Ngày 29 tháng 10, bệnh nhân từ UAE nhập cảnh sân bay Cam Ranh trên chuyến bay QH9305 được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Ngày 30 tháng 10, mẫu bệnh phẩm được gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ngày 30 tháng 10, bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Bệnh nhân 1.179, bệnh nhân nữ, 21 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Lại Thường, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Bệnh nhân 1.180, bệnh nhân nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Ia Phìn, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai. Ngày 29 tháng 10, các bệnh nhân trên từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN5301 được cách ly tập trung ngay tại Trung tâm Huấn luyện Dự bị Động viên Đồng Nghệ, huyện Hòa Vang và Trung tâm Huấn luyện Bồi dưỡng Kiến thức Quốc phòng An ninh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Ngày 30 tháng 10, họ được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ngày 30 tháng 10, cả hai người dương tính với SARS-CoV-2. Hiện hai bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Tính đến 18 giờ ngày 31 tháng 10, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay là 551 ca. Số người cách ly 14.713, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 174, cách ly tập trung tại cơ sở khác 13.208, cách ly tại nhà nơi lưu trú 1.339. Theo báo cáo của Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến thời điểm này, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 6 ca, lần 2 4 ca, lần 3 7 ca. Số ca tử vong ở nước ta đến nay là 35 ca, là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng. Đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã chữa khỏi 1.063 bệnh nhân.